kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 19 tháng 11 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, Bắc Bộ đã nằm trọn trong khối khí lạnh và khô nên trong đêm nay trời khô ráo hơn. Nhiệt độ chỉ dao động trong khoảng từ 19 cho đến 22 độ tại khu vực Trung Du Đồng Bằng và rét tại khu vực vùng núi với nền nhiệt giảm xuống đến 15 cho đến 17 độ. Ngày mai trời hầu như là không mưa, nhiệt độ trưa chiều sẽ tăng nhẹ so với ngày hôm nay khoảng từ 1 cho đến 2 độ, dao động trong khoảng từ 24 cho đến 27 độ. Tiết trời không quá lạnh nên sẽ tương đối thuận lợi cho hoạt động ngoài trời và lưu thông của người dân. Thưa bà con, bí xanh, một trong những cây trồng chủ lực trong vụ thu đông các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, và để cây bí xanh đạt năng suất cao thì bà con cần chú ý một số biện pháp chăm sóc như sau. Bí xanh là cây ưa ẩm nên bà con cần tưới nước vào sáng sớm hoặc là chiều mát, lấy nước vào rãnh sao cho nước đủ ngấm vào luống, sau đó tháo nước đi. Tốt nhất nên giữ mặt luống khô để hạn chế bệnh hại có thể phát sinh, phát triển. Nếu úng thì cây dễ bị bệnh gây hại và rụng hoa, rụng quả. Vì vậy bà con cần tiêu nước kịp thời nếu có mưa lớn. Khi vun sới, bà con lưu ý, ở thời kỳ cây con có từ 3 cho đến 4 lá đến 7 hoặc 8 lá thì tiến hành sới phá váng. Khi cây có tua cuốn thì sới vun cao sau mỗi lần bón phân để tăng hiệu quả của phân bón, đồng thời hạn chế cỏ dại phát triển. Trong quá trình chăm sóc, bà con chú ý, một gốc bí có thể để từ 1 cho đến 2 nhánh. Nếu để một nhánh thì không cần bấm ngọn, còn để hai nhánh thì bà con bấm ngọn khi cây có 5 lá thật. Sau khi bấm ngọn, cây sẽ ra nhánh bên, chỉ giữ lại hai nhánh chính khỏe nhất và thường xuyên kiểm tra ngắt bỏ các nhánh còn lại khi nhánh mới nhú. Khi cây xuất hiện tua cuốn thì bà con cắm dàn chéo chữ X để tận dụng hợp lý ánh sáng. Dàn cần buộc chắc chắn để tăng khả năng giữ quả, tránh để mưa gió có thể làm đổ, ảnh hưởng đến năng suất bí. Trước khi cho cây leo lên dàn thì bà con nên để cây bò chân luống khoảng từ 40 cho đến 50cm, hướng ngọn bí bò từ gốc này sang gốc kia, sau đó mới nương dây cho leo lên dàn. Và để hạn chế sâu bệnh thì bà con chú ý thực hiện vệ sinh đồng ruộng, tỉa bỏ lá già, lá bệnh, tạo điều kiện môi trường thông thoáng. Đồng thời bà con cần thăm đồng thường xuyên, phát hiện kịp thời sâu bệnh hại, phun thuốc phòng trừ sớm. Còn trong chăn nuôi gia cầm, bà con cần chú ý những đợt khí lạnh ngày càng mạnh hơn làm thay đổi thời tiết ở miền Bắc. Đây là điều kiện thuận lợi cho bệnh cúm gia cầm phát sinh và lây lan mạnh. Cúm gia cầm là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất hiện nay đối với chăn nuôi gia cầm. Bệnh diễn biến phức tạp, thường ở thế quá cấp và cấp tính, gây chết nhanh chóng, làm thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Do vậy, bà con cần tăng cường dinh dưỡng cho vật nuôi, thực hiện chăn nuôi an toàn, sinh học để hạn chế phát sinh dịch bệnh. Tiếp tục với tình hình thời tiết ở tại miền Trung, chịu tác động của đới gió Đông Bắc nên ở khu vực từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh trong đêm nay và ngày mai cũng sẽ có mưa dông ở diện rải rác, lượng không quá nhiều, trời chuyển lạnh với mức nhiệt dao động trong khoảng từ 21 cho đến 28 độ. Còn tại khu vực ở Trung và Nam Trung Bộ, thời tiết có xu hướng tốt dần lên, mưa chỉ còn ở diện vài nơi, ngày có nắng cùng với nền nhiệt độ tăng dần trở lại, cao nhất ngày mai lên đến 29 cho đến 32 độ. Còn ở tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ở tại đây sẽ ổn định hơn, ban ngày có nắng nhiều, mưa dông chỉ cục bộ xuất hiện ở vài nơi vào thời điểm chiều tối, nên nhiệt độ cũng có xu hướng tăng dần trở lại, cao nhất ngày mai, phổ biến trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ ở tại Tây Nguyên và từ 30 cho đến 33 độ là mức nhiệt ở tại các tỉnh thành Nam Bộ. Và tiếp theo mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết cho đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Ở phía Tây Bắc Bộ, có mưa ở vài nơi, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng trời rét nhẹ. Nền nhiệt thấp nhất từ 17 cho đến 20 độ, cao nhất là từ 24 cho đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ, có mưa ở vài nơi, trưa chiều đôi lúc hửng nắng, nền nhiệt tăng nhẹ. Nền nhiệt thấp nhất từ 17 cho đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 24 cho đến 27 độ. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 cho đến 23 độ, cao nhất là từ 25 cho đến 28 độ. Ở các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, có mưa rào và dông ở vài nơi, ngày có nắng trở lại. Nền nhiệt thấp nhất từ 23 cho đến 26 độ, cao nhất là từ 28 cho đến 31 độ. Ở Tây Nguyên, có mưa rào và dông ở vài nơi, ban ngày trời nắng, nền nhiệt tăng dần. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 cho đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất sẽ là từ 27 cho đến 30 độ.
Ở các tỉnh Nam Bộ, có mưa rào và dông ở vài nơi, ban ngày trời nắng, nền nhiệt tăng dần, nhiệt độ thấp nhất từ 22 cho đến 25 độ và cao nhất sẽ là từ 30 đến 33 độ. Bản tin thời tiết nông vụ cũng xin khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.